Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia có không ít hạt sạn. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều điểm bế tắc, bối rối trước áp lực và phạm lỗi không đáng có. Bề cạnh hai pha vào bóng dẫn đến thẻ đỏ của Văn Toàn, Văn Hậu cũng để lại hình ảnh xấu với những pha vào bóng quyết liệt, thậm chí thua bạo. Người hâm mộ đã tạo nên tranh cãi gay gắt về màn trình diễn của đoàn Văn Hậu trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở AFF Cup 2022. Có người chê trách Văn Hậu đá xấu, có người lại bênh vực cho rằng bóng đá là phải thế. Đêm qua ngày 27 tháng 12, ba pha lập công của Tiến Linh, Ngọc Hải, Penanti và Hoàng Đức đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ khó chơi Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình để vươn lên dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022. Ngoài việc Văn Toàn nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 33 phút đầu trận bị đuổi khỏi sân, Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chính là tâm điểm của sự chú ý trong trận đấu này. Văn Hậu có ít nhất 3 tình huống va chạm với cầu thủ đối phương, tạo nên sự tranh cãi gay gắt. Đầu tiên là ở phút 17, Văn Hậu có tình huống chủ động bỏ bóng chờ thủ môn Văn Lâm lao ra bắt. Ami nỗ lực lao theo bóng khiến Văn Hậu phải đè người ngăn cản, thúc trỏ vào người Ami. Cầu thủ Malaysia ngã trong vòng cấm, ôm ngực lăn lộn. Tuy nhiên, trọng tài Sato không thổi phạt Văn Hậu ở tình huống này. Đến cuối hiệp 1, cũng trong một pha tranh chấp, văn Hậu đưa tay ra che chắn bóng và một lần nữa thúc trỏ vào mặt trung vệ Sarun Nazim. Sarun Nazim cây cú táp trả bằng cách xô ngã văn Hậu. văn Hậu rất kinh nghiệm ngã lăn ra sân đau đớn. Trong tay người Nhật Bản Sato chỉ nhắc nhở chứ không thổi phạt. văn Hậu lập tức phản đối quyết định này khiến ông Sato phải nghiêm mặt nhắc nhở hậu. Lúc này, huấn luyện viên Park Hanser phải xoa dịu trọng tài Sato. Đồng thời ông cũng nhẹ nhàng vỗ người văn hậu yêu cầu cậu học trò kiềm chế. Tình huống cuối cùng diễn ra ở phút 60 mang tính bước ngoặt của trận đấu. Trong thời điểm Việt Nam vẫn dẫn 1-0 nhưng chơi thiếu người. Từ pha lao theo bóng trong vòng cấm, văn hậu đã dùng vai huyết vào Azam Binami. Ami vẫn kịp phá bóng ra xa trước khi cả hai cầu thủ theo đà cùng ngã đè lên nhau ở khu vực ngoài đường biên ngang. Azam Binami trả đũa bằng cách đạp vào người văn hậu. Dù pha đánh nguội diễn ra bên ngoài sân, nhưng trọng tài Sato đã chỉ tay vào chấm 11 m bất chấp sự phản đối của cầu thủ Malaysia. Thậm chí sau khi tham khảo trợ lý trọng tài, ông Sato đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Ami khỏi sân. Theo luật FIFA, nếu bóng vẫn còn trong cuộc thì điểm đá phạt sẽ được tính ở khu vực gần nhất và phạt đền cho Việt Nam là hoàn toàn đúng luật. Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã lên các diễn đàn bóng đá trên mạng xã hội, tạo nên tranh cãi về màn trình diễn trên sân của Văn Hậu. Đa phần fan Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích hành vi đá xấu, đá láo của Văn Hậu. Một số ít người bênh vực Văn Hậu cho rằng đó là bóng đá. Có nhiều ý kiến cho rằng bóng đá là phải có tranh chấp, cầu thủ cần sự quyết liệt và cả những tiểu xảo tinh quái, nhất là trong những trận cầu đinh. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói, cầu thủ đá bóng thì tranh chấp sẽ luôn xảy ra họ tranh chấp vì họ muốn giành chiến thắng ai phạm luật sẽ nhận hình phạt bóng đá có luật lệ rõ ràng tuy nhiên những cú vung tay của đoàn văn hậu lại là sự quyết liệt trên mức cần thiết đôi khi không đáng có và đặt đội nhà vào nguy cơ bất lợi tiểu xảo nói vô cùng cũng chẳng phải thứ đáng được hoan nghênh và cổ suý cũng khó có thể nói văn hậu tinh quái để gài bẫy đối thủ khi mà những tình huống như vậy xuất hiện rất nhiều lần như một thói quen một fan việt nam chia sẻ là người Việt Nam, tôi không bênh được Văn Hậu. Cậu ta đã xấu, đã láo từ v đến ABF Cup. Nếu có va, Văn Hậu xứng đáng phải nhận đến hai thẻ đỏ. Văn Hậu cần biết kiềm chế hơn. Dường như cầu thủ sinh năm 1999 ngày càng lạm dụng những cú vùng tay, giật trỏ. Đó đều là tình huống hậu vệ sinh năm 1999 có thể xử lý đơn giản hơn. Thay vì tranh chấp rất mạnh đối với đối thủ như pha kê vai vào mặt Azamami hay không vung tay vào mặt Jarun Nazem. Đây không phải lần đầu Văn Hậu bị các cổ động viên trong nước chê bai về cách chơi bóng. Do vậy, cầu thủ quê Thái Bình vẫn chưa cho thấy sự thay đổi. Dù AFF Cup 2022 không có công nghệ hỗ trợ trọng tài va, nhưng đi đêm lâu sẽ có ngày gặp ma. Văn Hậu cần phải điều tiết lại nếu không muốn rước họa vào thân và gây ảnh hưởng đến thành tích chung của đội tuyển quốc gia. Sự ân hận của Văn Toàn với tấm thẻ đỏ ở trận đấu với Malaysia chính là lời cảnh báo cho Văn Hậu cũng như các tuyển thủ khác. Trong trận đấu vừa qua, nếu trọng tài nghiêm khắc hay nếu có va, đội tuyển Việt Nam rất có thể chịu bất lợi quân số với tấm thẻ đỏ. Bởi nên nhớ, dù luật quy định rõ ràng, nhưng quan điểm của các trọng tài về tính chất bạo lực đôi khi không giống nhau và rút thẻ hay không có khi phụ thuộc vào nhìn nhận, đánh giá và cả góc quan sát cá nhân. Trọng tài này bỏ qua, nhưng trọng tài khác thì chơi chắc. Ở V-League, trọng tài có thể nương tay cho Văn Hậu, nhưng tại sân chơi quốc tế, những cánh tay vung lên thừa thái thường bị trừng phạt tôi cho rằng những chi tiết liên quan đến văn hậu sẽ rất bất lợi trong bóng đá đỉnh cao và điều kiện bóng đá hiện đại nếu af cup có va thì mọi chuyện phức tạp hơn nhưng đây là thói quen mà không chỉ văn hậu mà một vài người khác cũng mắc đặc biệt là cầu thủ phòng ngự đồng tác thừa chúng ta vẫn còn đây là điều cần phải bỏ chơi bóng bằng sự khôn ngoan và bản lĩnh sẽ không còn nhiều không gian để chơi bóng với những động tác thừa như vậy nữa. Nguy cơ, rủi ro mà đội bóng hay cá nhân phải nhận là rất cao. Nên loại bỏ điều này trong cách chơi và ứng xử của các tuyển thủ. Một ngày nào đó, đến IPF Cup cũng sẽ có thể có va. Các cầu thủ cũng rất tinh quái. Hôm nay không có va thì họ chơi như vậy, nhưng nếu thành thói quen và phản xạ thì khó sửa. Không dễ để sửa các động tác, bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá. Ở vòng loại World Cup 2022, những cánh tay thừa của Duy Mạnh và Tấn Tài từng khiến đội tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền ở trận đấu với Oman. Thói quen chơi bóng không dễ thay đổi, nhưng nếu không nghiêm khắc chỉnh sửa trong những tình huống đơn giản nhất, cầu thủ rất dễ làm khó mình, làm khó đồng đội với những tấm thẻ không đáng. Trước khi phạm lỗi, cần tư duy có cần vung tay hay chơi bạo lực hay không? Ở vị trí hay pha bóng có bắt buộc phải thừa chân hay thừa tay hay không? Quyết tâm chiến thắng và tinh thần thi đấu cần được chuyển hóa thành những động tác mang lại giá trị cho tập thể thay vì hành động kiểu bản năng. Trần gặp đội tuyển Malaysia là bài học dành cho Văn Hậu. Cần giữ cái đầu lạnh và bỏ thói quen này nếu không muốn trả giá đắt bằng những tấm thẻ. Singapore và Malaysia cạnh tranh với Việt Nam, nhưng hai đội này phải đối đầu trực tiếp với nhau. Nếu Singapore thua Việt Nam trước đó, thì Singapore phải thắng Malaysia đội tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại khi cuộc cạnh tranh giành hai vé vào bán kết ở bảng B, AFF Cup 2022 đang trở nên cực căng thẳng. Đội tuyển Việt Nam, Singapore, Malaysia cùng có 6 điểm, nhưng Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B nhờ hơn Malaysia và Singapore về chỉ số phụ. Malaysia tạm xếp nhì bảng nhờ hơn Singapore thứ ba về chỉ số phụ. Myanmar 2 trận và Lào 3 trận đều chưa có điểm nào, đang xếp ở hai vị trí cuối bảng. Với kết quả hiện tại, có thể khẳng định cuộc cạnh tranh giành hai suất và bán kết ABF Cup 2022 ở bảng B là cuộc đua tam mã giữa Việt Nam, Singapore, Malaysia. Châu đội nào vào bán kết và đội nào cũng có nguy cơ bị loại. Điều đó khiến cuộc đua tranh vé và bán kết ABF Cup 2022 ở bảng B trở nên rất căng thẳng, khó lường. Việt Nam còn hai trận gặp Singapore, sân khách và Myanmar, sân nhà. Malaysia chỉ còn một trận gặp Singapore, sân nhà. Singapore gặp Việt Nam, Sân Nhà và Malaysia Sân Khách. Dĩ nhiên, cơ hội vào bán kết của tuyển Việt Nam vẫn là lớn nhất. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội vào bán kết với tư cách nhất bảng B. Ngay cả khi thua Singapore, đội tuyển Việt Nam vẫn còn trận gặp Myanmar trên Sân Nhà để kiếm thêm 3 điểm và đội tuyển hoàn toàn có thể giành 3 điểm trước Myanmar ở Mỹ Đình. Nếu thắng trên Sân Singapore, thì đội tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết sớm trước một lượt đấu. Singapore và Malaysia cạnh tranh với Việt Nam, nhưng hai đội này phải đối đầu trực tiếp với nhau. Nếu Singapore thua Việt Nam trước đó, thì Singapore phải thắng Malaysia. Nếu Singapore thắng Việt Nam, thì Malaysia phải thắng Singapore. Ngay cả trường hợp Việt Nam, Singapore, Malaysia cũng có 9 điểm. Trong trường hợp Việt Nam thua Singapore, còn Singapore thua Malaysia, thì cửa và bán kết của tuyển Việt Nam vẫn cực lớn vì chúng ta hiện đang vượt trội Singapore và Malaysia về chỉ số phụ nên nhiều khả năng chúng ta vẫn có chỉ số phụ tốt hơn hai đối thủ này, dù nếu kịch bản nói trên xảy ra thì ba đội bằng điểm nhau, tính theo kết quả chung cuộc và cũng bằng điểm nhau về đối đầu trực tiếp. Đây là chúng ta nói về mặt số học đơn thuần, về chuyên môn thì rõ ràng đội tuyển Việt Nam không chỉ vào bán kết mà vào bán kết với tư cách dẫn đầu bảng B là hoàn toàn không bất ngờ, vì thực tế chúng ta có lực lượng mạnh hơn nhiều, giàu kinh nghiệm hơn và đẳng cấp hơn Malaysia và Singapore ba là một tỷ số đủ hài lòng nhưng không có nghĩa chúng ta được phép chủ quan bởi trong bóng đá không điều gì là không thể nếu những hạt sạn này vẫn chưa thể giải quyết giấc mơ vàng của đội tuyển việt nam sẽ khó khăn hơn rất nhiều và tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo